Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn Từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hải Dương bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội điểm. Ngày 30 tháng 6, Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp. Hà Nam liên kết trong sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững. Giá gạo xuất khẩu lên mức cao nhất trong 8 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc, ngày 7 tháng 6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu bí thư trực tiếp. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Hải Dương xác định tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, xây dựng thành phố Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn với các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ đột phá, dự án công trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương khóa 23 gồm 41 đồng chí. Nét mới của đại hội là tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Và thay vì các nhiệm vụ chung chung, trong nhiệm kỳ mới, thành phố Hải Dương đã đặt ra các dự án, công trình trọng điểm cụ thể về phát triển đô thị và hạ tầng giao thông. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao. Công tác xây dựng Đảng cũng luôn được chú trọng với việc thực hiện hiệu quả đề án, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên giai đoạn từ 2016 đến năm 2020. Xây dựng đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đặt trọng tâm là tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng, tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra làm rõ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, tiếp tục xây dựng hoàn thiện nền công vụ minh bạch, liêm chính. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng. Trước thông tin các trường đại học tăng học phí sau khi tự chủ khiến nhiều học sinh, sinh viên, phụ huynh lo lắng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết với mức vay tín dụng hiện tại là 800.000 đồng trên một tháng sẽ không còn hợp lý khi các trường đại học sẽ tăng học phí theo lộ trình thực hiện tự chủ. Vì thế, Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính đề xuất nâng hạn mức tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Đồng ý với đề xuất này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa mới là 2,5 triệu đồng một tháng một người. Riêng với sinh viên sư phạm, ngoài việc được miễn học phí sẽ được hỗ trợ thêm 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Quy định này sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 của từng quận, huyện, thị xã vào ngày 30 tháng 6 tới trên cổng thông tin điện tử của Sở. Các phòng giáo dục và đào tạo đang phối hợp với chính quyền các địa phương hoàn thành công tác điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, làm căn cứ để tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, đảm bảo tất cả học sinh đều không phải di chuyển quá xa để đi học. Hà Nội vẫn sử dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Riêng những trường trung học cơ sở được công nhận là trường chất lượng cao có thể lựa chọn phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với việc tổ chức làm bài kiểm tra đánh giá năng lực, bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1 tháng 8 tới. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là bước vào thu hoạch vải thiều chính phủ. Đây là loại cây trồng mang lại thu nhập khá cao và ổn định cho những hộ nông dân trồng vải. So với nhiều loại cây trồng khác thì vải thiều có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, không phải ở đâu cũng có thể trồng vải thiều. Chất lượng quả vải này phụ thuộc vào điều kiện thổ nhưỡng và nhiều yếu tố khác. Ông Trần Văn Lâm có diện tích vải thiều 4 ha, với sản lượng khoảng 40 tấn một năm. Ông Lâm cho biết, sau mỗi vụ vải, trừ chi phí, Ông thu về từ 500 đến 600 triệu đồng, tùy giá cả thị trường mỗi năm. Với mức thu nhập này thì ít có cây trồng nào sánh bằng. Nếu trồng lúa, trồng ngô, trồng đỗ cũng vất vả lắm, cũng không thu hoạch được bằng cây vải. Nói chung từ lúc tôi mà trồng vải hiện nay đến bây giờ là tôi cảm thấy hạnh phúc ở cái chỗ là lợi nhuận nhiều. Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trung bình mỗi hộ có từ 3 đến 4 hectare vải thiều. Hầu hết người trồng vải đều hài lòng với mức thu nhập hiện nay, song để đảm bảo chất lượng quả vải, duy trì được giá trị của cây trồng này thì cần phải ổn định diện tích. Thì mỗi hộ từng này thôi này mình chăm sóc tốt hơn và đảm bảo hơn. Có tăng lên chăng nữa cũng không đủ công sức mà làm nữa. Lãnh đạo huyện Lục Ngạn cũng cho rằng để đảm bảo chất lượng quả vải thì việc ổn định diện tích ở phạm vi nhất định là cần thiết. Đặc biệt là không phải vùng đất nào trồng vải thiều cũng cho chất lượng như nhau. Lục Ngạn có cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và cái kỹ thuật canh tác chăm sóc của người dân Lục Ngạn đã có từ nhiều năm. Thế và kết hợp với cái biên độ dao động nhiệt của Lục Ngạn rất là cao, giữa ban ngày và ban đêm có những thời điểm chênh nhau đến 15-17 độ. Do vậy nó làm nên những cái đặc trưng riêng của trái vải thiều Lục Ngạn. Thế và những nơi khác muốn mở rộng hoặc là trồng thêm vải thiều thì cũng chưa chắc hẳn đã thành công. Hiện diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang là 28.100 ha, sản lượng ước đạt 160.000 tấn. Chủ trương của địa phương là giữ ổn định diện tích, không tăng thêm, mà tập trung thâm canh, tăng năng suất và chất lượng quả vải. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mức cao nhất trong hơn 8 năm, trong bối cảnh các nhà giao dịch khó có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 475 đô la Mỹ một tấn vào hôm mùng 4 tháng 6, mức cao nhất kể từ đầu năm 2012 so với mức 450 đến 460 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước đó. Nguyên nhân do nhu cầu vẫn cao, trong khi nguồn cung hạn hẹp, các nhà giao dịch khó đảm bảo nguồn cung gạo để thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng tại Malaysia và Cuba. Bên cạnh đó, mưa lớn đang làm chậm tiến độ thu hoạch lúa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long. Trái ngược tình hình Việt Nam, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu, đã giảm xuống 368 đến 373 đô la Mỹ một tấn so với mức 370 đến 375 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp kiểm soát nâng cao chất lượng nông sản, ổn định khâu tiêu thụ và là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp bền vững. Hiện nay, việc sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đã và đang được các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, từ đó hình thành các chuỗi sản xuất góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản cũng như thu nhập cho người dân. Đây là một trong những cơ sở tiên phong triển khai hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn tại tỉnh Hà Nam. Trên diện tích gần 5 ha đất bãi ven sông, hợp tác xã xây dựng 1.000 m2 nhà lưới trồng các loại rau ăn lá. Bên ngoài nhà lưới, đơn vị trồng các loại rau củ quả theo quy trình sản xuất rau an toàn. Nông sản của hợp tác xã được ký kết tiêu thụ cho các bếp ăn tập thể, cửa hàng rau sạch trên địa bàn tỉnh và hệ thống siêu thị với giá cao và ổn định nên không có tình trạng được mùa, mất giá. Đối với sản xuất nông nghiệp và nó về sản xuất rau thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện thời tiết cũng như là cái thị trường đầu ra. Do đó thì cũng phải trải qua rất nhiều những cái kinh nghiệm và những cái mà làm hỏng thất bại thì chúng tôi bắt đầu mới tìm những cái hướng đi và có những cái sự liên kết, cái mối liên kết nó tương đối ổn định và cũng hợp tác nó mang tính chất là bền vững hơn. Trong sản xuất nông nghiệp thì cần phải tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa với cái số lượng lớn để bán hàng theo chuỗi thì mới nâng cao được cái giá trị thu nhập cho các hộ nông dân. Thì qua cái thời gian triển khai thực hiện mô hình liên kết, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thì đã thấy có những hiệu quả rõ rệt. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, các dự án do doanh nghiệp thực hiện tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo chuỗi, quy mô tập trung, sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, có gắn kết với thị trường tiêu thụ, cho hiệu quả kinh tế cao từ 20 đến 30% so với ngoài mô hình. Các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh cho các doanh nghiệp bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế cao, tạo động lực để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chúng tôi xác định rằng phải xây dựng nông nghiệp công nghệ cao nhưng vẫn không tách khỏi cái mối liên kết 4 nhà, tức là nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ đóng cái vai trò trung tâm liên kết các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và giúp cái người nông dân tham gia vào chuỗi liên kết của chúng tôi, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng theo xong rồi trên cơ sở cái hợp đồng kinh tế chúng tôi sẽ ký với người nông dân. Triển khai các bước tích tụ và tập trung đất đai để kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp và đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cái thứ hai nữa là tạo cái điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực bằng các cơ chế chính sách của tỉnh, rồi tranh thủ các nguồn kinh phí của trung ương, ngân sách của trung ương để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, hộ nông dân, các tổ hợp tác, các hợp tác xã để tham gia cái tích tụ tập trung đất đai theo với quy mô phù hợp với mình. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản là xu hướng tất yếu, là nhân tố quan trọng thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, giúp ngành nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thu hút mới 24 dự án đầu tư. Trong đó có 12 dự án đầu tư nguồn vốn trong nước, 12 dự án đầu tư có vốn nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 730 tỷ đồng và 27,6 triệu đô la Mỹ. Riêng các khu công nghiệp đã thu hút được 14 dự án đầu tư với số đăng ký là trên 410 tỷ đồng và 23,5 triệu đô la Mỹ. Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hiện nay tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển, nhất là đón bắt thời cơ dịch chuyển các dòng vốn đầu tư nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nâng cao chất lượng thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước sau chấp thuận đầu tư, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đặt kế hoạch đến năm 2020 sẽ trở thành thành phố không đốt rơm rạ. Trong lộ trình đó, các huyện, thị xã phải cán đích sớm, nghĩa là hết năm 2019 sẽ phải không còn khói rơm rạ. Tuy nhiên, cứ đến hẹn lại lên, sau thu hoạch vụ mùa, việc đốt rơm rạ trên nhiều cánh đồng ngoại thành vẫn phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình giao thông cũng như chất lượng không khí của thủ đô. Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ. Dù mới chỉ vào 16 giờ chiều, nhưng cả con đường đã mù mịt khói như thế này. Tình trạng này đã khiến cho các tài xế lưu thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Cao tốc thì các phương tiện giao thông như kiểu ô tô, xe tải sẽ di chuyển với tốc độ rất là nhanh, cho nên nếu mà có khói thì nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến an toàn giao thông. Nguyên nhân của tình trạng này là do bà con hai bên tuyến đường vẫn tiến hành đốt rơm rạ sau khi đã thu hoạch lúa xong. Việc này vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội như Phúc Thọ, Thanh Trì, Đồng Anh. Này thì chỉ giải quyết cái khâu để cho nó dễ làm ruộng thôi, chứ còn để này thì nó cuốn vào máy bừa không bừa được. Thì mình là người nông dân thì mình cứ theo phong trào người ta đốt thì mình cũng đốt thôi. Những năm qua, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế việc đốt rơm rạ như vận động người dân làm nấm rơm, dùng chế phẩm sinh học, đồ thủ công mỹ nghệ. Các phương án này cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định trong việc xử lý số rơm rạ sau mỗi mùa vụ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thu hút được nhiều người dân hưởng ứng. Cái nguồn rơm rạ nó thừa thãi hàng năm rất là nhiều, mà nó rất là dễ gây môi trường nếu mình không biết sử dụng cái nguồn rơm đó. Thì như hiện tại hàng năm tôi thu mua khoảng từ 2 đến 300 tấn từ các vùng lân cận của huyện Thường Tín. Thế là cái rơm rạ bây giờ cũng nhiều các cái doanh nghiệp người ta thu mua về người ta chế biến ra để sau này người ta làm cái nguyên liệu sản xuất hàng hóa công nghiệp. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ước tính mỗi năm thành phố phát sinh khoảng 1 triệu tấn rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp. Giải pháp xử lý đã có, thế nhưng nếu như không được thực hiện đồng bộ và quyết liệt thì mục tiêu thành phố không khói rơm rạ vào năm 2020 sẽ vẫn chỉ dừng lại ở khẩu hiệu và tình trạng ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến giao thông của thủ đô vẫn tiếp tục bị đe dọa. Hiện nay trên quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tình trạng người đi bộ vượt qua giải phân cách hay băng ngang qua đường vẫn diễn ra phổ biến. Vì vậy, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ có chiều hướng gia tăng. Thị xã Mỹ Hào có khoảng 13 km quốc lộ 5 đi qua, có mật độ giao thông tương đối cao. Nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ dọc tuyến được bố trí với 6 cầu vượt ngang đường. Nhưng nhìn chung, số người đi bộ chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông rất hạn chế, nhiều người vẫn ngang nhiên đi qua đường, thậm chí không đi đúng vào vạch sơn dành cho người đi bộ. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở những khu vực đông dân cư, trường học ở hai bên đường như tại các phường Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Minh Đức. Không chỉ người đi bộ vi phạm mà ngay cả các lái xe ô tô cũng đều bất chấp quy định để quay đầu tại các điểm cấm. Hiện Công an thị xã Mỹ Hào cũng đã xử phạt một số trường hợp người đi bộ trèo qua giải phân cách nhưng chủ yếu vẫn là nhắc nhở mọi người là chính. Gần đây nhất là vào tháng 2 vừa qua, Tại địa bàn phường Minh Đức đã xảy ra một vụ và làm chết một người. Được biết, quốc lộ 5 đã khai thác trên 20 năm nhưng chưa một lần được sửa chữa lớn nên hiện cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong số các nhóm đối tượng được thụ hưởng từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo nghị quyết của chính phủ, thì nhóm lao động tự do được đánh giá là nhóm khó chi trả nhất bởi rất khó để xác định tiêu chí công việc của họ. Thế nhưng đây lại là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, bị tác động sâu nhất bởi dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, khó mấy chúng ta cũng phải làm. Đó là khẳng định của người đứng đầu ngành lao động thương binh xã hội tại buổi kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội. Đây là 325 lao động tự do đầu tiên được Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông thực hiện chi trả từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Rất nhiều lái xe Grab như anh Phạm Văn Cường đã không giấu nổi niềm vui, xúc động bởi với họ thì dù là một đồng cũng vô cùng quý. Nhận được sự tri ân thì cảm thấy gọi là có một chút kinh tế nho nhỏ về cải thiện giúp đỡ gia đình qua những cái ngày chống dịch 23 ngày vừa rồi. Ở hiện tại ở nhà 23 ngày đấy mình không có nguồn thu nhập. Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội chi trả được 50 trên tổng số 1.881 người lao động có hợp đồng bị tạm hoãn nghỉ việc không lương. Đang xét duyệt 152 hồ sơ người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chi trả được 325 trên tổng số 82.504 hồ sơ với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm. Chi trả cho 27 hộ kinh doanh trên tổng số 2.472 hồ sơ. Cảm ơn nhất là Đảng và chính quyền về phường, về tổ dân phố là cô cảm ơn nhất thôi, kể cả được bao nhiêu là quý, kể cả một đồng cũng quý. Hà Nội là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, mật độ dân cư cao, tập trung nhiều đối tượng lao động tự do và di cư từ khắp nơi về. Chính vì vậy, thành phố đã thực hiện chủ trương phân cấp mạnh, giám sát chặt, trong đó tiêu chí thu nhập của cá nhân lao động tự do bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19 được xem là căn cứ quan trọng nhất để sàng lọc đánh giá đối tượng. Đi đến từng nhà, ra từng ngõ, đến từng đối tượng, sau đó trên cơ sở ý kiến của từng đối tượng đó, chúng ta công khai minh bạch và rồi là chúng ta thực hiện theo các cái quy định hiện hành. Mặt khác đấy, đối với cái hộ kinh doanh cũng như là mà các doanh nghiệp được vay thì chính phủ cũng có chủ trương giao cho Ngân hàng Nhà nước cùng với Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ xem xét xem những cái gì vướng mắc trong thời gian vừa qua để có thể điều chỉnh về yêu cầu về tiêu chí để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận cái vốn vay. Công khai minh bạch gói hỗ trợ, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp chi sai đối tượng, chi trả phải đi với hậu kiểm tra giám sát, song cũng không thể vì thế mà chậm trễ để dân đợi lâu hơn. Đây chính là quyết tâm của toàn hệ thống chính trị xã hội nhằm hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất khi dịch đi qua. Mới đây tại Hà Nội, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng đã tổ chức lễ giới thiệu cuộc thi ảnh về đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020. Tọa đàm thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Việt Nam nằm trong khu vực ASEAN, được coi là khu vực có giá trị cao về đa dạng sinh học, nhưng cũng đồng thời chịu các áp lực lớn đến đa dạng sinh học như dân số, phát triển kinh tế xã hội. Do đó, việc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học muốn đạt thành công rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Đặc biệt nhấn mạnh đến đó là vai trò của thanh niên thông qua các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, hợp tác quốc tế, tăng cường thực thi pháp luật. Cũng trong buổi tọa đàm, đại diện Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã chia sẻ các ưu tiên của Cục trong năm 2020, nhấn mạnh tới tích hợp nội dung quản lý bảo tồn đa dạng sinh học vào Luật Bảo vệ Môi trường. Nhân dịp này, cuộc thi ảnh về đa dạng sinh học Việt Nam cũng đã được phát động. Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm tham dự tới ngày 20 tháng 8 năm 2020. Dự kiến trao giải và triển lãm sẽ diễn ra trong tháng 9 tới. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Nhìn từ Phố Hiến cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.